Nam mình đang quay mà người ta có tiền hoài. Nam nhà là em trai. Em trai hỏi là ý mẹ đã làm gì vậy? Mẹ đang ngủ mà em gọi mẹ nhiều lần mà mẹ không trả lời được. Tam chạy tuổi nhà quần một tiếng máy sau. Sự thật là mẹ bị mất rồi. Cuộc sống của mình không như ngày xưa nữa. My name is Nadish. Bài Nadish. Nadish. Bài bắt đầu gọi Nam là Nam ơi, khó đi con. Lúc đó là Nam mới sánh đây có 7 tháng à. Nam còn biết xe bị hư sao. Nam bắt đầu tại xe rất là nắng luôn. Năm 7 phút mà có một người đội người Việt Nam, một anh gọi là Ôi You motorbike. Nam không hiểu. Thế Nam có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay về Nigeria không? Quay về Nigeria thì mình đi du lịch thôi. Đi du lịch thôi. Nam đi Nigeria sau một tháng hay 2 tháng, Nam nói với mẹ anh em bye bye anh ơi, bye bye em trai. Bây giờ Nam còn làm giáo viên không? Sau năm mở công ty thì Nam chỉ tập trung làm công việc xuất khẩu. Yeah. Nhưng mà tiếng thời Nam làm giáo viên part time 3 năm trước đây là Nam bắt đầu quay lại diễn viên công việc chính của mình. Làm video YouTube của mình là để review món ăn. Yeah. Nhưng mà quan trọng nhất là để giới thiệu Việt Nam cho các những người chưa biết đến Việt Nam giống như Nam trước đây. Giống như Nam trước đây giới thiệu, tại vì cũng có rất là nhiều người không biết về Việt Nam. Sau Nam biết nên đi đến Việt Nam và bắt đầu đi du lịch nước khác để nói chuyện với những người nước khác. Have you ever been to Vietnam? Ôi, không an toàn đâu. Họ không biết nhiều về Việt Nam. Đó là lý do Nam quyết định là Nam sẽ giới thiệu Việt Nam từ người da màu đã trải nghiệm và biết Việt Nam và có thể nói được tiếng Việt và biết về không văn hóa và phong tục cái đất nước này. Cảm ơn Nam về điều đó rất là nhiều. Ở nước ngoài hầu như nói đến Việt Nam là đất nước chiến tranh Việt Nam quá dài đi. Quá dài. Cho nên là mọi người bị ấn tượng đó. Nhưng bây giờ Việt Nam là đất nước rất là yên bình. Nam quay video của Thái Bộ có một con trai da đen mà Thái không ấy mà quay video ở Việt Nam. Còn chắc là ở Việt Nam không? Đó là lý do Nam sẽ quay video xung quanh Sài Gòn, Hà Nội, đi vòng đi du lịch. Yeah. Review món ăn Việt Nam và du lịch và làm tinh thần làm video hài hước và tiếng Việt là tiếng Anh cho những người có thể biết nhiều về đất nước đẹp này. Cái lúc mà Nam quyết định quay lại Việt Nam lần thứ hai thì nghĩ là chắc chỉ đi 3 đến 6 tháng là quay lại thôi. Chỉ 3 tháng, 6 tháng là nhiều nhất là... Yeah. Lý do nào mà khiến Nam ở lại đất nước này? Đầu tiên là Nam muốn hiểu về những người Việt Nam. Tại vì nếu mình sẽ xong ở đây 3 tháng, 6 tháng, mình có thể hiểu một chút. Nam bắt đầu học tiếng Việt. Bắt đầu biết chút có thể nói chuyện hello, where home, anh đến từ đâu, mua giả bom, mua cái này, mua cái kia. Sau 3 đến 6 tháng đó, đã làm giáo viên rồi, bắt đầu hiểu Việt Nam một chút rồi. Mẹ ngồi sẽ hỏi Nam, ủa, Nam ơi, cái quần này hay là cái giày dép này mình thấy là made in Việt Nam, đúng không? Họ sẽ gửi mẫu, hỏi là Nam có thể tìm cái công ty sản xuất hay là mua ở chỗ nào ở đâu. Nam sẽ lấy mẫu đó cho tâm mình hay là cho lớn. Nam ơi, mua cái giúp mình đi. Họ sẽ gửi tiền, Nam sẽ mua giúp họ, họ sẽ gửi lại tiền bán xong rồi. Và thấy là bố rất nhiều người thích sắp vào Việt Nam. Bắt đầu từ một người sẽ giới thiệu người, yeah. 3 người, 5 người. Sau 1-2 năm là Nam bắt đầu là người đại diện kết nối người mua hàng giữa Việt Nam và châu Phi. Đầu từ lúc đó và Nam bắt đầu làm việc 2012 là 2013 đó, mở công ty xuất khẩu. Giờ anh là học và quản trị kinh doanh ở Hồng Kông. Yeah. Thử ra là không có thích ca sĩ của Việt Nam rồi sao cô được? Thì cái này là như trời, nó có cơ duyên, cái này là bị bí mật lỡ giờ hỏi phải nói. Có nghĩa là gì là bà xã anh vô tình coi cái tivi, coi trên cái trong nhà ngoài phố, coi cả 2 tuần. Cái tuần thứ nhất là hồi đó chống làm pháo, tức là làm pháo lậu, pháo nổ, anh đóng vai thằng làm pháo nổ, pháo lậu, đó ấn tượng quá. Cái thứ hai nữa là sẽ coi cái hung thần khu phố, đóng vai đại ca đề.
Dạ. Thì ông này đã quá ấn tượng cái ông này. Trời ơi, lên gặp thì những cái người bạn á, là cũng như là tiếp tân á thì cũng thích luôn. Thì từ đó là bắt đầu mới rủ nhau rồi đi uống cà phê, rồi nhờ anh mua vé rồi để cho coi sao có hài một ba năm. Dạ. Nhưng mà thường thường anh mua vé thì anh cũng nhận tiền, nhưng mà thực chất là anh lấy không có mua vé, anh về anh nhờ Phước Sang hay là mấy đứa em quản lý á, lấy giấy mời mở ra gửi cho nhà đi, ha, mấy bạn đi coi. Dạ. Đến khi thời gian bắt đầu với quen bà xã rồi vẫn lấy tiền mà vẫn mua, đến khi bắt đầu cưới rồi á, quen bắt đầu cưới rồi á mới lấy hết tàu số tiền trả lại. À, tức là anh để dành cái tiền chiêu. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn á. Thì cái đó là cái cơ duyên từ lúc nói chung là gọi là dùng từ ăn cơm trước kẹo. Không ai nghĩ đến chuyện đám cưới á. Rồi xong xuôi có tự nhiên lòi ra Nhật Thịnh. Yeah. Rồi từ đó bộ bọc dễ thương quá, rồi bắt đầu nó hàn gắn hai vợ chồng lại với nhau. Rồi đến lúc sau này cái bà xã cũng nói là thôi bữa nào mình làm đám cưới tổ chức lại cho Nhật Thịnh này nọ. Nó ok em cứ nói đi. Thì biết bà xã xưa không tin gì đoan, sau đó cũng với họ đi gọi họ gặp bạn bè giới thiệu gặp bà thầy và nói hai mày mà đám cưới là sẽ chia tay đó. Bà xã sợ gặp ông thầy kia, hai mày đám cưới cũng chia tay đó. Rồi đến gặp cái người cuối cùng là ông, cái người đó là coi về gọi là nếu mình không tâm linh, mình ghét tâm linh lắm nhưng mà cũng phải tin cái tâm linh. Yeah. Nha, kỳ cục lắm. Thà không biết thì thôi. Thà không biết. Tự nhiên anh gặp, anh là người dính vô cái câu chuyện đó. Và thậm chí gặp cái người đó, kể cả ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Hồ Lệ Thu, lúc đi diễn ở Canada luôn. Mà không thể tin được luôn. Yeah. Tức là cái người đó coi mình như đang là một quế nhân. Đại khái để mình nói giấu tên, để cho nó hấp dẫn câu chuyện. Đó là cái người đó đi qua Canada để tìm vợ hai con. Thì ông thầy nói mày đi tới ngay cái sân bay Đài Loan sẽ gặp quế nhân của mày. Thì nói thiệt lúc đó là anh đang cầm cái điện thoại hồi đó iPhone 4 mới ra chút xíu mà anh ngồi trong cái góc tuốt trong sau mà vì mà người đó sẽ biết tìm ra mình, đưa cái iPad cho mình để mình chơi điện tử. Rồi mới hỏi ra này, nó kể câu chuyện giống như là một cái trò cười. Hỏi em qua Canada gặp vợ ai, kiếm tìm vợ em với con em. Hỏi giờ vợ em con em đã đi với một người khác rồi, có nhớ có số điện thoại không, có địa chỉ không, không, tất cả đều không hết. Thì nó nghĩ những tấu hề giỡn như mình. Vậy mà anh lại tìm được. Vậy mà bắt đầu đi qua tới nơi. Vậy bầu xô á, nó mới ra đón anh. Vậy bầu xô nó mới hiểu là cái anh đó là diễn chung với anh. Ừ. Nó kể câu chuyện mắc cười quá, diễn chung, anh cười. Ủa tưởng đâu anh qua, anh vừa làm MC vừa hát mà cuối cùng bây giờ anh diễn hài với người này luôn hả? Nó nói không. Nó nói ủa với người này là ai? Thì nó cứ nói anh là quế nhân. Nó nói ủa gì kỳ vậy, em không hiểu, chưa hiểu. Kể lại câu chuyện, nó nghe